Xin chào mọi người. Xin chào. Bữa nay nhà mình sẽ làm món ăn cơm bình thường đãi mọi người nha. Qua màn ảnh nhỏ. Ở đây thì mẹ có ít thịt bằm nè. Mẹ cũng đã ướp với lại thịt xay. Xay thì mẹ ướp với lại gia vị hành tỏi hành tím đâu rồi á các bạn. Giờ mẹ tiêu hành đầy đủ gia vị hết đầy đủ rồi. Cũng ướp vừa ăn như mọi lần thôi. Giờ mẹ thêm xả vô thôi mẹ. Thêm tí xả vô cho nó thơm. Xả mẹ bằm nhuyễn luôn hay mẹ. Mình cho nó hơi nhuyễn chút rồi. Trộn vô thịt cho nó thơm. Bên đây thì có một ít rau cải nè, cà chua, hành. Để ăn kèm. Rồi có mấy trái chuối xiêm nữa. Chút xíu nữa sẽ cho các bạn biết món đặc biệt của miền Tây nha. Giờ mẹ trộn đều thịt lên với xả. Xay hai lần á. Xay hai lần nó nhuyễn á. Nên nó nhuyễn á. Thời tiết ở chỗ mấy bạn sao chứ nhà mình á lúc này. Nói chung là ở miền Tây lúc này nóng dữ lắm, nóng luôn á. Lúc nào ấy mà có quạt gió được á là quạt thôi, chứ không thôi mình đứng yên một chỗ đi mồ hôi nó cũng đổ ra nữa. Ngộ vậy á. Ngồi yên, đứng yên vậy nó mồ hôi nó cũng đổ ra nữa. Chảy cứ tóc hết trơn. Đúng rồi, mới gội đầu sạch là bắt đầu chút xíu là mồ hôi đổ nhẹp nữa. Trời nóng quá, uống nhiều nước cho mát nha mọi người. Bổ sung vitamin C với lại nước. Chúng ta sẽ làm một món nước uống. Dạ. Yeah. Mẹ nêm vô thêm dầu hào hả mẹ? Canh dầu hào vô. Dầu mẹ cho nó thơm. Thêm muỗng cà phê. Lấy gì nữa không? Thôi, gì được. Trộn đều luôn. Này có tiêu rồi, tiêu ít thôi, tại nóng quá. Không ăn tiêu nhiều. Tiêu gì vừa cho ấm ấm thôi. Ấm không nổi rồi. Đây là món mà mình rất là mong chờ trong ngày hôm nay. Mấy bạn đố mấy bạn biết mẹ mình sẽ nấu cái gì với chuối xiêm nha. Nhà mẹ cắt chuối ra lát mỏng mỏng mỏng. Mẹ nói cho mọi người biết mình nấu món gì với chuối xiêm. Món này rất là miền Tây bà con ơi. Canh chuối đó bà con. Canh chuối ăn ngon lắm á các bạn, ăn với cơm nè. Với gà với khô quẹt ha. Khô quẹt á. Ăn canh chuối ngon lắm. Nhưng mà nấu canh chuối này đúng liệu là phải nấu có một ít nước cơm. Chắc vô nó cũng chín mới chắc vô. Miền Tây ăn gì vậy? Bữa nay nhà mình nấu nồi cơm điện thôi. Những lúc mà không có đồ ăn, chỉ có nồi khô quẹt không đó, thì sẽ nấu một nồi canh chuối nè. Còn nhỏ còn lại nó nấu như vậy cho ăn dữ lắm. Chỉ là khô quẹt với lại canh chuối. Giờ mẹ nêm gia vị vô canh chuối nè. Có đường. Một muỗng cà phê muối. Xíu muối nè. Rồi, chỉ nêm đường, muối thôi, rồi mẹ cho nước vô nấu. Canh chuối ăn với cơm là ghiền luôn. Nó ngọt ngọt. Nãy giờ thì mẹ cũng đã làm viên, giò viên lại. Giò viên mấy cái thịt này lại nè.
ở dưới cái khay á thì mẹ thoa một ít dầu ăn nè để cho nó dễ. Thịt viên chiên, có phim thịt viên chiên á, phim Trung Quốc hồi xưa. Mình nhắc Trung Quốc. Phim thôi mà. Quay cận cảnh mẹ làm cho mọi người coi. Cho một ít dầu chảo luôn ha mẹ. Rồi mẹ chiên luôn. Canh chuối thì chút xíu nữa nó sôi lên thì chúng ta sẽ vớt bọt nha. Giờ nó hơi hơi nè, nó hơi lăn tăn xíu rồi chưa có sôi. Thơm lắm đấy đó mọi người, thơm mùi ngọt lắm. Google này hút nhỏ xíu. Đây là em cuối cùng. Rồi giờ canh chuối nó sôi rồi, sẽ vớt bọt nha mọi người. Giờ mẹ bắt chảo lên bếp, trong chảo mẹ đã cho một ít dầu rồi nha các bạn. Thêm chút nữa mới được. Thêm xíu nữa mẹ. Để chiên thịt cho nó ngon. Mẹ trở về. Cái thịt nó vừa chén xém rồi vừa ngon, thơm lắm nha. Ngon hay mẹ? Để thêm như vậy mẹ cho vô thêm cho đầy chảo luôn. Ở bên đây cái canh chuối nè nó mà chín rồi nè, mẹ nấu chín rồi. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ ăn ngon đắt cơm lắm á, nhất là ăn với món mặn như khô quẹt. Tỏi hương vàng rồi để cà chua vô. Cà chua mẹ mua mẹ lựa được cà chua ngon đó, nhìn cái màu nó đỏ tươi ngon. Ta lột cái vỏ nó ra rồi cho nên nó bớt đỏ rồi. Cà chua này nhiều thịt thế mẹ, ngon ít hột. Mẹ cho vô nửa chén nước nha các bạn. Bắt đầu mới đem gia vị vô. Muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột ngọt, nguyên liệu không thấy thiếu dầu hào, muỗng canh dầu hào, hào dầu, một muỗng cà phê hạt men. Nó lên màu thiệt là ngon luôn, đỏ cam. Rồi nhà mẹ cho những cái gia vị vô nha các bạn, nhưng cho nó vừa ăn. Chắc hai muỗng cà phê dầu dầu điều vô cho nó đẹp đẹp chút. Giờ thì thả mấy cái viên này vô. Thịt viên chiên, đó chính là những nhân vật chính của chúng ta hôm nay. Nhưng mà nói chứ vẫn thích canh chuối hơn nha.
Thịt viên thì nó béo, thơm xả nè. Sốt cà chua thì nó chua nhẹ nhẹ, ăn vô nó không có ngán. Mẹ chờ nước sôi nè, trộn một ít măng. Cho xíu tiêu xay lên cho nó thơm. Mẹ trang trí thêm cho cái dĩa. Đồ trang trí của chúng ta là ăn được hết luôn nha mọi người. Cà chua nè, thơm, xà lách, măng tây. Với lại mấy cái này là còn tàu mẹ chẻ ra, ăn nó giòn ngon lắm, thơm nữa. Rồi giờ chuẩn bị ăn cơm, canh với lại đồ ăn mẹ cũng nấu xong hết rồi. Thêm một canh chuối ra thôi nữa là ăn cơm nha mọi người ơi. Màu quá hấp dẫn luôn. Đây là ly nước thơm nha bà con. Thơm lắm, ngọt, ngon lắm. Uống vô sẽ rất là mát luôn. Mát lắm nè. Rồi, giờ đi ăn cơm và uống nước thơm thôi. Xin chào bà con. Hôm nay ngày mới bắt đầu, xin chúc bà con mọi điều được may mắn nha bà con. Rồi, sức khỏe thì được bình an. Mời bà con cùng thưởng thức bữa cơm với hai mẹ con nhà mình nha. Hôm nay ăn cái món này nó chéo chéo mè. Chị nhà có gì có ăn đấy. Có gì ăn đấy. Chị có cái cơm. Để bà con ơi, hôm nay mình làm được mấy ly, hai ly nước thơm. Cái thơm á là như ở miền Tây lúc này á, cái này là mùa thơm hay sao á, mà trái thơm bán nhiều dữ lắm mà ngọt lắm bà con. Con thử mua về rồi ép nước uống thử đi, ngọt ngon dữ lắm, ăn sống cũng ngon luôn nữa. Rồi, xin mời bà con nha. Mời mọi người uống nước cơm nhà mình. Cái này uống nước ngon hơn ăn cơm bà con ơi, nóng quá. Uống nước cơm nóng ăn cơm lẹ lẹ một lát là cái bao tử nó kêu gào đó. Xin mời bà con nha. Rồi, mẹ ăn cơm. Mời mọi người ăn cơm. Là lạ phải không?
lưng một chút mình sẽ ăn canh chuối. Ăn miếng thơm nha. Ngon. Nghề nghiệp. Thơm lắm ngọt. Ăn nó bị thư lưỡi như thế. Giờ mình ăn cái chén cơm lưng rồi. Mình ăn canh chuối nha. Mẹ. Xin chào bà con. Bữa cơm của mình cũng xong rồi. Cảm ơn bà con rất nhiều nha. Hẹn gặp bà con lại trong ngày khác. Rồi, xin tạm biệt. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong những video của Yến lần sau nha. Ăn rất thật dễ thật. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và like, share video của mình cho thiệt nhiều người cùng coi nha. Bye bye.